Ngày 5 tháng 12 năm 2018, Cơ quan Ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Tráng, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1991, nghề nghiệp tự do. Vậy, Nguyễn Văn Tráng là ai? Chỉ là một người trẻ, nghề nghiệp tự do như tin tức của lệnh truy nã đưa ra sao? Và Tráng đã làm gì? Có thế lực nào mà hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân? Facebook Lan Phạm vào ngày 13 tháng 12 2018 đã viết để chúng ta biết Nguyễn Văn Tráng là ai. Bài viết có tựa đề "Viết cho người em quả cảm Nguyễn Văn Tráng". Nội dung bài viết như sau: mỗi khi nghe tin một người anh em bị bắt hay bị truy đuổi, phải lánh nạn, trong lòng tôi luôn có những trăn trở và lo lắng. Vẫn biết rằng khi xác định dấn thân đấu tranh thì việc bị bắt giam hay chịu những mất mát hy sinh là chuyện bình thường. Mỗi một người đấu tranh vẫn luôn chuẩn bị tinh thần là một người tù dự bị. Tôi gặp Tráng lần đầu tiên ngày 11 tháng 5 2014 trong buổi biểu tình phản đối Trung Cộng đặt giàn khoan HD981 trái phép ở Biển Đông. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đó về Tráng là một thanh niên thư sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng. Cái câu đầu tiên Tráng hỏi tôi: cô giáo quê ở đâu? Tôi nói: chị ở Tam Điệp, Ninh Bình. Tráng nói: vậy cũng gần em ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Sau đó chúng tôi liên lạc qua Facebook và rồi trở thành đồng đội của nhau. Cho đến ngày 30 tháng 5 2014, chúng tôi vào thăm mục sư Nguyễn Trung Tôn và gặp lại Tráng. Lần này chúng tôi có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Cảm nhận của tôi về Tráng khi đó là tôi nghĩ: sao tuổi trẻ mà suy nghĩ sâu sắc thế? Từ đó cho đến nay cũng đã hơn 4 năm tôi sinh hoạt trong Hội Anh Em Dân Chủ. Cũng là hơn 4 năm tôi chứng kiến biết bao nhiêu anh em của mình bị bắt bỏ tù chỉ vì yêu nước, chỉ vì mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn. Và giờ đây thêm một người anh em của tôi bị nhà cầm quyền cộng sản phát lệnh truy nã sau hơn 2 năm truy lùng với đủ các kiểu thủ đoạn. Có lần tôi có nói chuyện với Tráng và nói rằng: trước sau gì thì em sẽ bị truy nã thôi, khi chúng nó tìm mãi không ra. Có thể nói Tráng là một trong những nhà hoạt động trẻ bị truy lùng gắt gao nhất trong hơn 2 năm qua. Tráng được sự quan tâm chăm sóc ở trong mặt kép rất kỹ lưỡng từ nhà cầm quyền ở Thanh Hóa. Từ việc hàng ngày an ninh bám theo lên lớp học, bao vây nhà trọ, hay bị đưa ra đấu tố trước 500 sinh viên của khoa, cho đến bị công an giả dạng côn đồ chặn đánh giữa đường, vân vân. Và cuối cùng sự nghiệp học hành của Tráng phải gian dở sau khi an ninh Thanh Hóa ra lệnh cho nhà trường ra quyết định buộc Tráng thôi học, khi mà chỉ còn có 3 tháng nữa là Tráng tốt nghiệp khoa xây dựng Đại học Hồng Đức. Tuy rằng bị gây áp lực từ nhiều phía, nhưng trong thời gian học tập, Tráng vẫn là một sinh viên xuất sắc và được nhà trường trao học bổng. Không dừng lại ở đó, ngay cả chuyện tình cảm riêng tư của Tráng cũng bị can thiệp một cách thô thiển. Trước những thủ đoạn bẩn thỉu của nhà cầm quyền cộng sản Thanh Hóa, Tráng đã phải tạm thời hoạt động ẩn từ năm 2016 cho đến nay. Trong suốt gần 3 năm qua, lực lượng an ninh Thanh Hóa đã cay cú truy lùng Tráng khắp hang cùng ngõ hẻm. Hơn nữa, chúng gia tăng khủng bố tinh thần gia đình, người thân bằng cách phát thông tin về Tráng trên đài phát thanh xã hàng ngày. An ninh Thanh Hóa còn tìm gặp họ hàng của Tráng và ép họ nói rằng Tráng có tội vì chống đảng. Ngoài ra, chúng còn tìm đến tận chỗ làm việc của cha Tráng để tác động nhằm gây sức ép tới Tráng, với mục đích là để Tráng xuất hiện. Đến ngày 4 tháng 12 2018, một đoàn an ninh Thanh Hóa và Viện Kiểm sát tỉnh Thanh Hóa đã đến nhà bố mẹ Tráng tại Hậu Lộc, Thanh Hóa đọc lệnh khởi tố. Và họ đã chẳng thèm bận tâm đến chuyện các cơ quan ngoại giao sẽ phải trả lời công luận thế giới như thế nào. Anh Thanh Hóa đã chọn ngay ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 để gửi đến gia đình Tráng bản thông báo quyết định lệnh truy nã theo
theo điều 109 Bộ luật hình sự, đó là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi viết dài như vậy vì muốn chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu thêm một chút về quá trình hoạt động của một nhà hoạt động trẻ. Nếu như Tráng không trăn trở băn khoăn suy nghĩ về đất nước, Tráng đã có thể là một chàng kỹ sư cầu đường với một cuộc sống bình yên ở trong ngoặc kép như bao người Việt Nam luôn nghĩ cũng ở trong ngoặc kép. Chàng trai ấy bị truy bắt vì tham gia biểu tình chống bá quyền Trung Quốc và biểu tình phản đối thảm họa Formosa, chỉ vì dám lên tiếng trước những bất công xã hội, mong muốn xây dựng một xã hội tự do dân chủ, ở đó người dân có quyền làm người. Tôi luôn tin tưởng và tự hào về Tráng và mong em luôn chân cứng đá mềm. Những ai đã từng làm việc chung với Tráng đều có cảm nhận rằng Tráng là một người rất sâu sắc, tình nghĩa với anh em, có tâm với nước và là một bạn trẻ rất có năng lực. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bất lực, không còn có cái cách nào khác để kiềm tỏa được sự thức tỉnh của giới trẻ, chỉ biết lấy nhà tù làm nơi giam cầm người yêu nước. Nhưng chắc họ sẽ không ngờ rằng nhà tù chỉ giam giữ được thân xác mà không bao giờ giam giữ được tinh thần của con người. Mộc Lan viết ngày 13 tháng 12 2018. Chúa ơi, con là tù nhân giữa đời, xin ở cùng con bước đường dáng ngươi. Ngày nắng cuốn uống sương màn đêm, thân con đây đắp đôi vai mềm. Xin đừng để con xa rời ơn Chúa. Chúa ơi, con là tù nhân giữa đời, khổ nạn gọi tên chiếu nặng vai con. Lời giang mắng tiếng oan ai cho con say than năm lưu đầy. Bước đường đầy gai trông con đi qua, gọi danh Chúa, Chúa ơi thương cùng. Những giang nở tiếng lời ngang trái lưới vây tình ngoan, trường con bước cùng với chuỗi ngày nơi ngùng tối. Chúa ơi ngước nhìn bên con tháng ngày chốn lưu đầy, cạnh danh Chúa xóm thương chẳng rời. Chúa ơi, con là tù nhân giữa đời, khốn nạn tình oan gồng cùng thênh thang, cạnh danh Chúa ngước trong đời con, luôn bên con như khi u buồn. Chốn ngục tù gái trong con luôn mong tình yêu Chúa chở che con cùng. Con là tù nhân giữa đời, khổ nạn gọi tên chiếu nặng vai con. Lời giang mắng tiếng oan ai
cho con say tháng năm lu đầy bước đường đầy gai trống. Con đi qua gọi danh Chúa, Chúa ơi thương cùng. Nhưng gian nở tiếng lời ngang trái lưới vây tình oán chừng. Con bước cùng với chuỗi ngày nơi nguồn tối, Chúa hỡi ngước nhìn bên con tháng ngày chốn lu đầy cây danh Chúa xóm thương chẳng rời. Chương trình tri ân thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa mang tên Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời Xuân 2019 do Phòng Công lý Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thực hiện, công khai, minh bạch mọi đóng góp, bao gồm cả tên mạnh thường quân và số điện thoại của người phụ trách quản lý nguồn quỹ này. Vâng, thưa quý vị, chương trình tri ân thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa đã quy tụ và viếng thăm trực tiếp được 5.530 quý ông bà đã ghi danh, trao tận tay quý ông bà những món quà nghĩa tình với tấm lòng quý trọng danh dự. Riêng 685 ông ở miền Trung được chia sẻ phần quà nhiều gấp đôi các nơi khác do gặp nhiều khó khăn hơn. Trong năm 2018, chương trình đã hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 1.055 ông và tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho 902 ông, cấp 684 cặp kính thuốc, 437 máy đo huyết áp, 113 xe lăn, 130 cặp nạn, 113 gậy, lắp 91 chân giả, vân vân, cho quý ông được các bác sĩ khám bệnh chỉ định, đã hỗ trợ viện phí cho 240 trường hợp, có trường hợp phải hỗ trợ hàng tháng. Đặc biệt là đã xây mới được 11 căn nhà và sửa 10 căn nhà cho các ông thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa. Tính từ đầu năm 2018, chúng tôi đón nhận thêm 528 quý thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa mới nộp hồ sơ ghi danh tham gia chương trình, nâng tổng số tính tới ngày 15 tháng 11 2018, quý ông thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa do Phòng Công lý Hòa Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đồng hành đã lên 6.375 ông bà thương phê binh. Ngoài ra, từ gợi ý của các bạn trẻ Úc Châu, chương trình đã dồn nhiều nguồn lực để mua đất dựng lên được một khu nhà thương phê binh đơn thân có thể tiếp nhận được 24 ông. Hiện nay đã có 18 ông ở thường trú nơi nhà đơn thân này. Chỉ trong 10 tháng đầu của năm 2018, giám phòng chúng tôi đã phải phúng điếu và cùng với gia quyến lo hậu sự cho 140 ông thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa. Do vậy, chương trình tri ân thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời lúc này với các ông đã phải nhanh để chúc hơi ấm tình người, chúc danh dự tổ quốc được gửi đến các ông trước lúc những vành khăn tang, phướng cờ đen phủ đầy. Có một số thân nhân của các ông thương phê binh báo cho biết là họ đã được công an khu vực nơi cư trú đến tận nhà khuyên rằng không nên nhận tiền bạc quà cáp từ nhà thờ vì dễ bị thế lực xấu lợi dụng. Không ít người đã sợ hãi. Những vết thương trên thân phận con người để lại sau cuộc chiến, đã bước sang năm thứ 44, lẽ nào giờ đây lại là mối đe dọa mà cán bộ chính quyền một số địa phương phải lo ngại đến độ tìm cách ngăn trở chút hòa xuân mà các tấm lòng thiện nguyện đến với họ vào những ngày còn lại cuối cùng này của năm 2018. Sao nhà cầm quyền lại cản trở hòa xuân cho người thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa? Và sau đây là thông tin về chương trình tri ân thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa do Phòng Công lý và Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức dành cho quý ông thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối năm 2018 với tên gọi Xuân 2019 Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời. Trước hết, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị ân dân đã lưu tâm và quảng đại chung tay với chúng tôi
chia sẻ cho quý ông thương phiếu Minh Dương Đảng Cộng Hòa, nhất là trong dịp trao quà xuân năm nay. Trong thời gian gần cuối năm 2018 này, các anh chị em thiện nguyện viên chúng tôi đang bận rộn để hoàn tất chương trình tri ân quà năm mới cho các thương phiếu binh Việt Nam Cộng Hòa. Các linh mục phụ trách văn phòng cũng đã bận rộn với chương trình mục vụ mùa vọng chuẩn bị lễ Giáng sinh. Các tình nguyện viên trong văn phòng chúng tôi đang tất bật chuẩn bị cho những ngày họp mặt tri ân cuối năm với tên gọi chương trình Xuân 2019 bên nhau đi nốt cuộc đời. Xin gửi đến mọi người một số hình ảnh các thiện nguyện viên phòng công lý hòa bình đang tất bật chuẩn bị cho chương trình Xuân 2019 bên nhau đi nốt cuộc đời. Cảm ơn các ân nhân đã đóng góp cho phần quà năm nay thêm phong phú. Sẵn đây chúng tôi cũng xin được nhắc đến quý ông thương phiếu binh và gia đình đã được các thiện nguyện viên chúng tôi trực tiếp điện thoại liên lạc mời, vui lòng sắp xếp đến đúng ngày giờ theo lịch của thiện nguyện viên phụ trách. Nhất là không nên gọi thêm bạn bè cùng đi, vì chúng tôi đã chuẩn bị sắp xếp chương trình cho trên 4.000 ông. Chắc chắn sẽ không bỏ sót một ông nào đã ghi danh trong chương trình tri ân thương phiếu binh Việt Nam Cộng Hòa. Hiện văn phòng công lý của mình chúng tôi đang chuẩn bị hoàn chỉnh các phần quà cho chương trình để phát quà xuân 2019 cho tất cả quý ông thương phiếu binh Việt Nam Cộng Hòa đã nộp hồ sơ ghi danh tại phòng công lý của mình với tên gọi Xuân 2019 bên nhau đi nốt cuộc đời, sẽ thực hiện vào những ngày sau Noel. Vì danh sách được mời trong đợt cuối năm nay rất đông, cho nên các tình nguyện viên phải chia nhau ra phụ trách trực tiếp gọi điện thoại theo từng danh sách, thông báo đến từng người, dặn dò rõ ngày giờ. Quý ông cần nhớ rõ buổi sáng nhóm khác, buổi chiều nhóm khác. Những người nhận lời đi được hay không đi được đều được hướng dẫn trả lời cụ thể từng trường hợp một. Tất cả đều được nhân viên nhắc kỹ theo danh sách. Cũng xin nói thêm, trong những ngày chúng tôi tổ chức tri ân cuối năm nay, chúng tôi không thể cho người nhà nhận thai trường hợp quý ông thương phiếu binh vì bất kỳ lý do gì không thể đến họp mặt đúng ngày giờ được. Chúng tôi sẽ sắp xếp gọi mời các ông sau. Về những thân nhân muốn nhận thai có thể đến văn phòng công lý hòa bình để nhận vào thời gian sau khi chấm dứt chương trình, bắt đầu từ sau ngày 10 tháng giêng 2019, trong thời gian ngày giờ làm việc. Khi đến nhận, nhớ ghi đầy đủ tên họ và số quân của thương phiếu binh. Sau khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ rà soát lại danh sách liên lạc xác nhận và sau đó có thể gửi quà cho các ông qua đường bưu điện hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng. Chúng tôi bảo đảm không một ai mất phần. Cảm ơn quý nhà hảo tâm ân nhân đã tin tưởng hỗ trợ chương trình tri ân thương phiếu Việt Nam Cộng Hòa do phòng công lý và hòa bình dòng chúa cứu thế Sài Gòn phụ trách. Văn phòng chúng tôi liên tục mở cửa các ngày trong tuần theo giờ hành chánh để tiếp đón quý vị. Người kỹ sư 10 năm kéo gỗ trong rừng già trở về đạp xích lô cuối con đường tự do năm đó mỉa mai là đồng khởi hôm nay. Ôi chuyện đời sao quá chua cay. Người bên lề cõi sông, người sĩ quan nhiều năm nếm đắng trong trại tù, trở về ngồi vá xe góc con đường gọi quen công lý. Chiếc bơm già bơm từng bánh xe qua, nhớ những ngày ở võ bị quốc gia.
người đã thấy bàng hoàng. Từ một ngày nuốt tuổi hơn người bẻ súng, người đã biết ngỡ ngàng góc phố cũng nơi hẹn hò rồi ngóng trông. Người bên lề cõi sông, người đọa đầy từng hơi thở ngắn, người sững sờ hạnh phúc bỗng hóa thương đau, người tàn tạ kiếp dã thú nơi rừng sâu. Người bên lề cõi sông, người thiếu phụ đèo cao gánh chiếu nát vai gầy, gặp chồng một phút giây mắt lệ đầy, người tù trong cơn đói ăn sao đành, người vợ đói như anh gánh ân tình cho hết cho anh. Người bên lề cõi sông, người thiếu niên ngụp trong bãi rác hóa thân gà, một ngày một chén khoai chất chiêu dành từng bọc ni lông cũ, hắt hiu chờ một ngày đến thăm cha. Cha trần tù, tù cải tạo rất xa.